Tuyền xin thân mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, cũng là ngày chiều cuối tuần nè. Thì giờ thường cuối tuần Tuyền hay nghĩ ra cái món gì đó để nấu cho gia đình ăn. Thì cũng lâu lắm rồi bây giờ Tuyền mới nấu cái món này nè. Đây là ngày hôm nay Tuyền nấu là cháo lòng. Nhưng mà nó không đầy đủ lòng lắm đâu, nhưng mà Tuyền tạm gọi là cháo lòng hoặc là cháo huyết cũng được. Tại vì thường cuối tuần thì cái chị Ngân Tô Cô á, chị mới có bán đầy đủ đồ để mà cho mình nấu, như là bún riêu, bún bò Huế hay là cháo lòng. Tại vì cuối tuần thì chỉ có bán lòng nhiều hơn. Thì ở trước mặt của Tiền đây, Tiền có đây là cái sườn non mà anh Viện cũng như cháu Liên á rất là thích ăn cái sườn này. Cái sườn này kêu là sườn giống như là sườn dây á. Tại vì trong đây nè, nó có những cái gân nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị. Khi mà mình hầm lên á, nó có cái sụn á, mình ăn rất là ngon. Thì ở đây Tiền có khoảng 1 kg nè, Tiền đã luộc sơ sạch sẽ rồi. Ở đây thì da heo, thường Tiền nấu cháo huyết á, Tiền hay cho tí da heo vào lắm. Tại vì cái da heo nó làm cho cái cháo nó sệt sệt, ăn nó ngon lắm. Khi mà mình ăn mình cắn trúng miếng da heo á, ngon lắm quý vị ơi. Thì da heo Tiền cũng đã luộc và cạo sạch sẽ rồi nè, rất là trắng và rất là ngon luôn. Và ở đây là Tiền, ở đây á, là có 3 cục huyết. Hôm qua anh Viện mua 3 cục huyết nè. Đây là một trái tim cũng như là một cái miếng gan. Miếng gan này hôm qua anh Viện nói mua là khoảng hình như 300 gram thì phải, với một cái trái tim. Đúng là có lưỡi nữa, nhưng mà hôm qua anh Viện mua thì chị không có bán lưỡi. Chị nói là ngày hôm nay mới có, nhưng mà Tiền chạy ra Tiền thấy lười quá. Thôi kệ, có gì mình nấu nấy đi. Chứ nếu mà cháo lòng á, là phải có phèo nè, có dồi trường nè, có lưỡi nè, rồi đầy đủ hơn nữa. Nhưng mà thôi tạm thời mình kêu là cháo huyết. Đó, ở đây có một cái chén gạo nữa. Chén gạo này tí xíu nữa Tiền sẽ bo lên và Tiền sẽ rang. Tiền xào với tí hành phi lên. Trong cái nồi nước súp á, thì Tiền đã để trong đây có một cái miếng thịt ba chỉ. Tại vì anh Viện thích á, khi mà cái miếng cháo á, mình bỏ lên cái tô mình ăn á, khi mà cháo mình múc vô tô ăn có một miếng ba chỉ ở trên thì nó sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn. Thành ra thì Tiền hấp ở đây, Tiền hầm ở trong này một miếng thịt ba chỉ trước rồi. Thì bây giờ Tiền sẽ cho một cái tô sườn non này vào luôn. Đó, sườn non Tiền cũng luộc sạch sẽ rồi, Tiền cho vào luôn. Còn tim gan thì tí xíu nữa Tiền bỏ vào. Khi mà Tiền cho vào đây á, thịt ba chỉ nó mềm rồi, nó chín rồi đó, thì Tiền sẽ vớt ra, cũng như là tim gan Tiền vớt ra. Sau đó Tiền cho gạo vào đây Tiền hầm. Thì xin mời quý vị cùng vào bếp với Tiền cùng nấu cái món cháo huyết ngày hôm nay cho gia đình ăn vào ngày cuối tuần nha. Đó, bây giờ Tiền để cho cái nồi nước này nó sôi lên. Và mình để ý là khi sôi mình phải vớt bọt. Vừa cho vào đây 1 củ hành tây. Mình cho hành tây vào đây cho cái nước nó thơm hơn. Tí xíu nữa khi mà Tiền cho gạo vào đó, Tiền sẽ cho một nhánh gừng vào đây. Trong cái nồi nước súp này á, thì Tiền tạm thời Tiền cho gia vị trước để cho cái thịt nó thấm gia vị đó quý vị. Thì Tiền cho 1 muỗng ăn muối, 1 muỗng ăn bột nêm, Tiền cho 1 muỗng ăn đường. Đó, tạm thời Tiền cho như vậy để khi nào mà mình trước khi ăn đó mình phải nêm nếm lại nữa. Tạm thời thì Tiền cho như vậy để cho cái thịt nó thấm cái gia vị nhiều hơn. Rồi mình tiếp tục mình hầm lên. Rồi mình quậy cho cái gia vị nó đều ra. Trong lúc này á, trong cái lúc mà Tiền bỏ cho xương vào được khoảng 10 phút rồi đó, thì Tiền sẽ cho cái miếng gan này vào luôn. Đây, Tiền cho miếng gan vào. Và Tiền cũng cho trái tim vào luôn. Trái tim Tiền đã rửa sạch sẽ rồi, Tiền môi trong này thì sạch sẽ lắm rồi. Tiền cho vào trong này luôn. Đó, Tiền cho 1 miếng gan và cái tim vào trong đây luôn. Nãy giờ Tiền cho cái gan và cái tim vào trong đây cũng khoảng hơn 10 phút rồi. Nhưng mà theo Tiền nghĩ là cái gan này mình phải luộc từ 20 đến 25 phút thì cái gan nó mới thật là chín. Cũng như cái tim cũng vậy. Thì sau khi 25 phút á, thì mình hãy vớt cái gan cũng như là cái tim ra ngoài. Rồi sau đó mình để đó, rồi mình tiếp tục mình hầm cái xương cho nó mềm tí xíu. Bây giờ cứ mỗi một chút xíu là Tiền phải vớt bọt đi nè. Mình vớt bọt đi thì cái nồi cháo mình nó cũng sẽ thơm hơn và nước nó sẽ trong hơn. Thành ra là thỉnh thoảng mình cứ nhìn thấy bọt là mình vớt. Sau khi Tiền luộc cái thịt ba chỉ nè với cái gan và tim đã xong rồi, bây giờ Tiền vớt ra. Tại vì mình để nhiều lâu quá thì cái này nó cũng bị nhừ. Tiền luộc thịt ba chỉ thì khoảng nửa tiếng đến 35 phút. Còn gan với tim thì Tiền luộc chỉ khoảng 25 phút thôi quý vị. Đó, bây giờ Tiền vớt cái tim, cái gan ra nè. Đó, cái miếng gan cũng chín rồi. Thơm lắm. Nếu mà cái gan với cái tim mình vớt ra mà mình chín cho nó bị khô đó, thì mình lấy cái bọc mà bọc đồ ăn túi ráp á, mình bọc lại thì cái tim và cái gan nó sẽ không bị khô. Vớt cái lá gan nè, một trái tim ra nè. Trái tim Tiền cũng đã cắt rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ Tiền đợi nguội đi. Đến nguội mình cắt thì cái thịt nó sẽ ngon hơn. Thịt này chín rồi Tiền để qua một bên. Và bây giờ đây là cái da heo nè. Cái da heo mà Tiền cắt ra rồi đó.
Tại hồi sáng Tiền trụng sơ nước sôi để mà cạo rửa sạch sẽ thôi. Bây giờ Tiền sẽ cho cái mớ da heo này vào trong nồi. Quý vị biết không, khi mình nấu mà cháo á, mà có da heo ngon lắm quý vị. Đó, Tiền cho da heo vào đây. Tiền mở lửa lớn lên và sau đó Tiền sẽ đi qua Tiền rang gạo. Đặt bếp lên để mà cho cái chảo này nóng và Tiền sẽ rang gạo quý vị. Thì gạo Tiền đã qua sạch sẽ rồi. Đó, ở đây Tiền có một chén hành tím nè. Tại vì khi mà mình rang gạo á, mà có hành tím thì nó sẽ thơm hơn. Chảo nãy giờ Tiền để trên lửa thì cũng đã nóng rồi, Tiền sẽ cho dầu ăn vào. Tiền cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào đây. Tại vì rang gạo đó mình phải cho ra nhiều nhiều dầu tí xíu quý vị. Tại vì dầu ăn cũng không có độc bằng cái mỡ đâu. Đó, khi cho hành tím vào Tiền sẽ đảo lên cho cái hành này nó vàng. Khi mà mình thấy hành hơi vàng đó, đừng có vàng quá mà hơi thôi. Sau đó rồi mình sẽ cho gạo vào. Nãy giờ đó hành đó thì Tiền đã xào được 5 phút rồi. Tại vì Tiền không muốn để hành nó vàng quá. Khi mà hành vàng quá mà mình xào gạo mà đến khi gạo hơi vàng á thì hành sẽ bị cháy. Thành ra là như vậy là được rồi đó quý vị. Khi mà hành như vậy là được rồi, Tiền sẽ cho một cái chén gạo vào đây. Đó, Tiền cho chén gạo vào rồi mình cứ xào. Mình cứ xào đến khi nào mà mình thấy gạo mà hơi vàng đó thì mình tắt lửa và mình cho gạo vào trong nồi luôn, nồi nước súp luôn. Nước súp thì mình vẫn mở lửa nhỏ nhỏ, nhỏ thật nhỏ thôi nha. Đó, Tiền để lửa thật là nhỏ luôn, đến xuống cái số nhỏ nè. Nhỏ nhất. Để mà mình để cái nồi nước súp này riu riu thôi. Rồi mình cứ tiếp tục mình xào gạo. Tiền nghĩ xào gạo này cũng khoảng 15 phút á, chứ không ít đâu. Tại vì khoảng 15 phút thì cái gạo này nó mới ngon được. Trong lúc mà Tiền rang gạo đó, thì lúc đó Tiền sẽ lấy cái bọc Tiền chùm cái thịt lại. Để không thôi cái gan với cái tim á, nó sẽ bị khô. Nó khô cứng á quý vị. Thì khi mà mình luộc cái thịt ba chỉ xong rồi đó, mình đem ra mình xả cái nước lạnh lại. Mình rửa sơ sơ vòng cái miếng thịt ba chỉ tí xíu. Để cho cái thịt ba chỉ nó săn lại, nó ngon hơn. Đó, mình chán nước lạnh sơ ngang thôi, cái độ nóng vẫn còn. Bây giờ Tiền để đây. Nãy giờ Tiền rang cái gạo xong rồi, bây giờ Tiền sẽ cho vào trong nồi này. Khi mà cho trong nồi á, Tiền sẽ mở lửa lớn lên. Khi mà mình thấy mà nước nó sôi bừng bừng lên á, mình cho gạo vào thì cái cháo nó sẽ không bị đóng cái ở dưới cái phần nứt nồi. Bây giờ Tiền thấy là nước nó sôi lên rồi nè, Tiền sẽ cho cái gạo này vào. Cái gạo mà rang mới nãy nè. Tiền cho hết vào trong cái nồi này. Khi cho vào nồi xong đó, mình lấy cái này nè, đảo lên một cái. Đó, khi cho vào nồi xong mình lấy cái giá giống như cái đồ mà xào đồ ăn á, mình xào lên. Và cứ tiếp tục mình thấy bọt là mình bớt bọt đi. Quý vị đông đo đếm cái nước, theo Tiền nghĩ trong cái nồi nước này Tiền nấu là khoảng 4 lít rưỡi đến 5 lít nước á. Cái nồi này có Tiền chứa từ 4 lít rưỡi đến 5 lít nước. Đây là Tiền có một cái tô huyết nè, bây giờ Tiền sẽ cho vào luôn. Khi mà mình cho gạo vào được khoảng 7 phút rồi đó, thì Tiền sẽ cho cái huyết vào. Tiền cho hết tô huyết này vào luôn. Nồi cháo này hấp dẫn lắm luôn nè. Sườn non nè, da heo nè, và huyết nè. Bây giờ Tiền sẽ đập một củ gừng nhỏ, Tiền cho vào trong cái nồi cháo này. Cho huyết vào trong nồi cũng được khoảng 7 đến 8 phút rồi. Bây giờ Tiền sẽ cho gừng vào. Có nhiều cô bác anh chị á, ăn cháo thì thích khi mà múc cháo ra mình bỏ gừng ở ngoài. Nhưng mà Tiền bỏ trong nồi luôn, Tiền cho vào trong nồi luôn. Gừng Tiền sắc chỉ nè, đó Tiền cho vào trong nồi. Bây giờ cháo ra là Tiền thấy bắt đầu hơi nở rồi đó. Tiền tiếp tục bớt bọt nè. Cứ bọt nổi lên là mình bớt đi. Đó, quý vị thấy nồi cháo á, Tiền nấu nè, đâu có mỡ nổi lên nhiều đâu. Tại vì Tiền bớt mỡ hết rồi, và Tiền bớt bọt nữa. Cái bọt là cái mỡ đó, thành ra là khi cái nồi cháo là mình không có thấy mỡ dầu gì hết á. Mình nấu á, là mình thấy nó loãng như vậy nha. Nhưng mà khi mà để sau một đêm á, là cái cháo này nó nở ra đó, là cái nồi này á, nó đặc sạch luôn á. Khi mà cháo nó đặc á, thì mình nấu một cái ca nước sôi á, khoảng 500ml hay là 1 lít vậy đó, mình cho vào. Bây giờ cháo là Tiền thấy bắt đầu nó nở rồi nè. Đó, quý vị thấy là cái hạt cháo đó hơi nó nở rồi đó. Tiền để khoảng 3 phút nữa Tiền sẽ tắt lửa đi. Tại vì mình tắt lửa là trong cái lúc nóng đó là cái nồi này là nó nở là vừa luôn nè. Tại vì cái nồi này của Tiền á, nóng lắm quý vị ơi. Và trước khi mà Tiền tắt lửa đó, Tiền sẽ nêm nếm là một lần nữa coi nó vừa ăn hay chưa. Khi nấu cháo đó là mình phải để cho cái lửa nó sôi như vậy nè, để cho cái cháo nó không có bị đóng cái đít nồi. Nếu mà mình mở lửa nhỏ quá đó thì cái nồi cháo này nó sẽ bị đóng cái đít nồi đó. Thì bây giờ Tiền đã thấy cháo được rồi. Cái hạt cháo như vậy là mình tắt lửa là vừa rồi đó. Đây, bây giờ Tiền sẽ cho cái gốc hành vào. Đó, mình tắt lửa luôn. Bây giờ cháo đã xong. Và sẵn đây nè, Tiền gưới một xíu tiêu vô luôn. Trong cái nồi cháo luôn cho nó thơm luôn.
Thế là một nồi cháo của mình đã xong rồi quý vị ơi. Mình đã có cái món cháo huyết cho gia đình vào ngày cuối tuần. Nấu rất là đơn giản. Mình nấu rất là đơn giản luôn. Nấu xong nồi cháo con cá bóng đèn của tiền nó đứt luôn rồi. Đó, rất là vừa, đậm đà, thơm ngon. Ở đây tiền cũng có một cái tô hành ngò sẵn nha. Đó, cái tô hành ngò tí xíu mình ăn cái mình cho vào. Bây giờ tiền sẽ xắt cái tim, gan, thịt ba chỉ ra. Rồi tiền hẹn lại quý vị tí xíu nữa nha, để ăn cháo với tiền nha. Huyết, da heo, sườn non, ngon quá. Lâu lắm rồi tiền mới ăn được cái món này đó. Nếu mà ai xa quê hương á, nhìn cái món này sẽ nhớ lắm nè. Hồi sẵn đây tiền cho miếng hành ngò vào luôn, cho cái nồi cháo nó đẹp hơn. Cho nồi cháo nó thật là đẹp. Cho hành ngò vào trong này luôn. Gừng tiền cũng đã cho vào trong đây luôn rồi. Tên 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 tên. Thế là nồi cháo mình đã xong. Một nồi cháo huyết. Giữa cái mùa thu giá lạnh này, sắp sửa bước vào mùa đông rồi, mà ăn cái nồi cháo này chắc là ngon lắm luôn nè quý vị ơi. Sau một buổi thì nấu cháo đó, thì bây giờ xong rồi nè. Quý vị thấy là rất là ngon luôn. Gan, tim, thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ rất là đẹp luôn. Bây giờ cháo tiền hâm lại và tiền sẽ, tại vì tiền phải đợi em Viện về, và sau đó mình mới múc mình ăn. Thì bây giờ cháo là tiền thấy bắt đầu hơi sôi rồi. Ăn cháo huyết á, là bắt buộc phải có giá nha quý vị. Có giá mới ngon được. Khi mình hâm cháo lại đó, mình phải quậy quậy lên, chứ thôi là cái cháo này nó sẽ bị đóng đít nè. Đó, hồi nãy đó tiền nấu là cái nồi cháo nó còn lỏng nha. Bây giờ nồi cháo tiền thấy đặc rồi nè. Nhưng mà tiền cho sôi bừng hơn nữa. Tại vì ông xã của tiền á, anh thích ăn nóng hơn là nóng. Quý vị ơi, bây giờ nồi cháo đã xong rồi nè. Bây giờ quý vị ăn bao nhiêu tô à? Một tô này là 20 ngàn đi hả? 20 ngàn hay 10 ngàn? Tại vì trong này là hấp dẫn lắm. Đó, huyết nhiều, thật là nhiều luôn nè. Tiền sẽ múc ra đây. Nè, sườn nữa nè. Sườn non nè. Huyết nè. Múc cái nước lên. Tại vì anh Việt anh không thích ăn cháo loãng lắm. Anh phải thích ăn đặc đặc vậy đó. Cho anh thêm cục huyết nữa. Rồi khi lên đây á. Đó, bây giờ cái tô cháo thì múc xong rồi nè. Thì sẽ cho thịt ba chỉ lên nè. Hai miếng thịt ba chỉ. Thì xin mời toàn thể quý vị cùng ăn cháo với gia đình của Tuyền nha. Cháu Linh á, thì hôm nay cháu nấu cái món hoành thánh. Thành ra là cháu ăn hoành thánh. Còn Tuyền với anh Viện á, thì ăn cháo huyết. Wow, một cái tô cháo huyết nè. Viện đi làm về rồi, hai cái tô cháo huyết nè quý vị thấy ngon lắm. Thường á, ăn cháo huyết này tiền hay làm cái nước mắm này nè, nước mắm mà mình ăn sống đó. Sau rồi tiền cho cái tương ớt vô đây, cái tương ớt hiệu con gà này nè, tiền cho vào trong chén và tiền nặng khoảng nửa chiếc chanh vào trong đây và tí xíu đường nữa, thì mình chấm với cái lòng này mình ăn ngon lắm quý vị ơi. Đó, giờ tô cháo của ba Viện nè. Mình xin chào quý vị, đi làm về rồi trời cũng lạnh nữa, thành ra tiền nhà nấu cháo huyết ăn ngon, lâu lắm rồi mới được ăn cháo huyết. Tuyền xin mời quý vị cũng ăn cháo với Tuyền nha. Ủa, miếng huyết nóng hổi nè. Đó, miếng huyết nè. Lâu lắm mới được ăn cháo huyết rồi. Em mời anh, chúc anh ăn ngon. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, ông xã ăn thử coi ra làm sao. Thấm vào vị không? Quá ngon, quý vị ơi, ngon, tuyệt vời luôn. Cháu Linh á, thì cũng thích cái món này lắm. Nhưng mà ngày hôm nay cháu Linh lại còn cái như cái hoành thánh mà cháu Linh làm á. Thành ra là cháu Linh ăn súp hoành thánh. Ngon quá, ngon quá. Xin chào ông bà, cô bác, anh chị em. Bữa nay Linh ăn hoành thánh. Cả hoành thánh mà cả ăn tô cũng hết luôn rồi. Dạ. Đó, cháu Linh là tại vì nhà còn dư cái hoành thánh á. Thành ra là cháu Linh làm hoành thánh ngon lắm nha quý vị. Hôm nào cháu Linh sẽ chia sẻ bà con cô bác xem cái món là súp hoành thánh. Wow, quá ngon quý vị ơi. Lâu lắm mới ăn được của cháu lòi. À, cháu huyết. Tại vì không có lòng đủ. Đây là chỉ có 3 món. Tim, gan đúng là có lưới nhưng mà cái cô bán hàng không có lưới, thành ra thôi. Vậy là quá đẹp. Cô bán hàng không có bán lưới. Cô bán mà Toco á, bán đồ tạp hóa, cô thành ra tiền mua được cái làm miếng gan. Đến đây tiền cũng xin tạm ngưng video ở đây. Tiền xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra ngày hôm nay cùng vào bếp cùng nấu cái món cháo huyết với tiền ngày hôm nay.
Đây là cái cách nấu riêng của Tuyền. Nếu mà quý vị thích á, nấu thử theo cái cách của Tuyền ăn như thế nào, Tuyền bảo đảm là không bị hôi luôn á, không có bị hôi mùi gì hết á, rất là ngon luôn. Tuyền xin chân thành cảm ơn quý vị nha, và hẹn lại video tiếp theo. Nếu thương yêu gia đình nhỏ của Tuyền, xin quý vị ủng hộ bằng cách là bấm subscribe, đăng ký kênh cũng như like và share cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Tuyền xin chào mọi người. Xin chào mọi người, xin chào quý vị nha. Yeah.